Hoặc là mấy chị mà về nhà chồng ấy, làm dâu xong là về nhà chồng ấy, lại cứ đòi nhà chồng là phải thay đổi. Người ta sống với bao nhiêu năm nay với cái thói quen đấy rồi. Ví dụ như là nhà mình thì hay là phi tỏi lên cho nó thơm đúng không? Trước khi xào rau là phi tỏi lên cho nó thơm. Nhưng về nhà chồng, mẹ chồng bảo là con đừng phi tỏi ăn nó bệnh, nó ung thư. Thì mình lại cứ cãi, mình bảo là phải phi tỏi nó mới thơm mẹ. Như thế là dại, như thế là không tuân thủ luật chơi rồi. Như thế là người ta sẽ không quý mình đâu. Đấy, thì hôm nay sẽ chia sẻ lại với các bạn một vài cái tư duy hiệu suất để chúng ta học tập nó tốt hơn nữa, chúng ta làm việc nó tốt hơn nữa. Sau này chúng ta có ra đời, chúng ta kiếm tiền hoặc chúng ta vào đội nhóm, chúng ta kinh doanh ấy, chúng ta cũng mang những cái tư duy hiệu suất này vào để ứng dụng trong công việc của mình để làm việc nó hiệu quả hơn. Tư duy hiệu suất đầu tiên nhá. Đấy là tư duy my room. Tức là room của tôi thì luật của tôi. Phòng của tôi là luật của tôi. Tức là khi mà các bạn đã vào phòng của ai đó thì trong phòng đó quyền quyết định là của họ. Ví dụ như sau này chúng ta mà có con cái mà sau này chúng ta xây nhà và có phòng riêng cho nó thì các bạn hiểu được rằng bên trong cánh cửa đấy, sau cánh cửa đấy tất cả là của nó. Nhiều anh chị bố mẹ có cái thói quen là mình cứ lao vào phòng của con cái xong mình kêu nó là ở bẩn, ở bừa rồi bắt nó dọn dẹp. Thì bây giờ bỏ cái tư duy đi nhá, phòng của nó là luật của nó sống thế nào kệ nó. Đấy, nhiều người cứ cố gắng để thay đổi người khác, xong rồi vào phòng người ta để bắt người ta thay đổi thì nhiều khi là nó rất là mệt mỏi. Rồi hay là ví dụ như là một số bạn là vào công ty người ta ấy, mới đi làm ấy, chưa gì đã đề xuất là mới vào công ty người ta đã đề xuất là anh ơi anh phải thay đổi đi anh ơi, cái cơ chế công ty này em nghĩ là nó cũng chưa phù hợp lắm, anh phải trả lương cao lên, rồi anh ơi em thấy là cái phòng ban này bố trí nó chưa được hợp lý lắm, anh xem bố trí cái phòng ban nó khác đi. Kiểu tức là chúng ta hay có cái xu hướng là chúng ta đưa ra lời khuyên hoặc là chúng ta mong muốn người khác thay đổi theo cái tư duy của mình, cái thế giới quan của mình. Đấy, nhưng mà các bạn nhớ điều này, my room. Vào giúp người ta thì theo luật của người ta, còn nếu như mà bạn muốn là có luật của mình, người ta chơi theo luật của mình ấy, thì mời về mở room ra rồi mời người ta vào. Còn nếu mà vào công ty mà muốn góp ý thì trừ khi là các bạn cống hiến rồi, các bạn có thành quả rồi, các bạn trở thành thành sếp, thành lãnh đạo rồi, có những cái đóng góp nhất định cho công ty, thì lúc đấy các bạn đưa ra chính sách thay đổi thì thay đổi. Còn mới vào thì đừng có mong muốn thay đổi gì cả. Hoặc là mấy chị mà về nhà chồng ấy, làm dâu xong là về nhà chồng ấy, lại cứ đòi nhà chồng là phải thay đổi. Người ta sống với bao nhiêu năm nay với cái thói quen đấy rồi. Ví dụ như là nhà mình thì hay là phi tỏi lên cho nó thơm đúng không? Trước khi xào rau là phi tỏi lên cho nó thơm. Nhưng về nhà chồng, mẹ chồng bảo là con đừng phi tỏi ăn nó bệnh, nó ung thư. Thì mình lại cứ cãi, mình bảo là phải phi tỏi nó mới thơm mẹ. Như thế là dại, như thế là không tuân thủ luật chơi rồi. Như thế là người ta sẽ không quý mình đâu. Đấy, xem nhà họ có cái luật gì thì mình tuân thủ cái luật đấy. Thì các bạn nhớ là my room nhá, vào phòng nào thì tuân thủ pháp luật đấy. Hay là ở Việt Nam ấy thì tuân thủ pháp luật Việt Nam. Làm công ty thì tuân thủ luật lệ của công ty. Đấy, vào một tổ chức nào đấy thì tuân thủ cái quy định, cái luật lệ của tổ chức đấy. Đấy, sang nhà ai chơi ấy, thì tôn trọng nhà người ta. Rồi, thì đấy là cái tư duy my room nhé các bạn. Các bạn nhớ cái tư duy ấy nhá. Ghi nó lại, đóng khung nó vào để chúng ta hiểu là sau này chúng ta vào một cái room nào đấy, chúng ta tuân thủ cái luật lệ của họ. Thì chúng ta sẽ phát triển rất là nhanh. Hay ví dụ như là các bạn làm Facebook thì các bạn đọc trước cái luật của Facebook. Các bạn làm kênh TikTok, các bạn đọc trước luật của kênh TikTok. Thì tất cả đó gọi là my room. Room của họ là luật của họ. Đừng có cãi. Đấy, ví dụ như là khi mà chúng ta vi phạm luật ấy, thì nó đơn giản là nó khóa lại thôi, chúng ta không thể cãi được, không có hơi đâu mà đi khiếu nại, đi kiện được. Thế nên là trước tiên là phải học cái tính tuân thủ luật đã. Rồi cái tư duy hiệu suất số 2 muốn nói với các bạn, cái điều này cực kỳ quan trọng này. Tư duy hiệu suất thứ hai là tư duy tuân thủ kỷ luật. Như này nhá, khi bạn mở một cửa hàng ăn, nếu như dưới sàn chỉ có một vài mảnh rác vào buổi sáng thì đến tầm trưa toàn bộ sàn nhà sẽ đầy rác. Tương tự, nếu như mà bạn có một căn nhà cũ mà bạn có một cái ô cửa sổ bị vỡ thì bọn trẻ con đi qua nó sẽ ném vỡ tất cả những cái ô cửa sổ còn lại. Thì đấy nó gọi là quy luật breaking window. Quy luật này nói điều gì? Tức là người ta chỉ có ý thức bảo vệ những gì nếu nó còn đang tốt đẹp. Vì tâm lý là không ai muốn trở thành kẻ đầu tiên phá hủy đi sự đẹp đẽ.
Nhưng một khi mà nó đã đổ vỡ rồi, nó đã không còn đẹp nữa rồi, thì người ta sẽ làm cho nó vỡ tan tành luôn. Bài học ở đây là gì? Nếu như mà một lần nào đó mà các bạn vi phạm kỷ luật, các bạn tin nước đi, là các bạn sẽ còn vi phạm kỷ luật rất nhiều lần nữa. Ví dụ nha, các bạn dự định là mỗi ngày mình phải dậy sớm trước 6 giờ. Xong là đến bạn dậy được ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba, đến ngày thứ tư bạn bảo hôm nay mệt quá, thôi hôm nay ngủ cố thêm một tí. Mình chỉ gọi là mệt hôm nay thôi, còn từ ngày mai mình vẫn lại đúng giờ. Thì xin thưa rằng từ khoảnh khắc đấy trở đi là bạn sẽ ngủ dậy muộn liên tục và sẽ không còn dậy trước 6 giờ được nữa. Các bạn nhớ là khi mà mình đã vi phạm kỷ luật thì mình sẽ còn vi phạm kỷ luật nhiều lần ở nhiều nơi nữa. Nếu như bạn một lần bạn uống rượu lái xe, uống rượu xong sau đó bạn chạy xe và bạn không bị bắt, thì bạn sẽ còn uống rượu và chạy xe nhiều lần nữa, đúng không các bạn? Nên là đừng để mình rơi vào cái tình trạng mình vi phạm kỷ luật, mình tự phá vỡ đi kỷ luật của bản thân mình, là đấy chính là khởi đầu cho những cái lần phá vỡ kỷ luật tiếp theo. Nếu như sau này chúng ta có vợ, có chồng, có gia đình mà chúng ta manh nha, chúng ta ngoại tình được một lần, thì tin đức đi là bạn sẽ còn ngoại tình nhiều lần nữa. Nếu như các bạn đi học mà các bạn, ví dụ chương trình Masterline này nó có 3 buổi, các bạn học một buổi, sau đấy buổi thứ hai, buổi thứ ba bạn bảo bận, bạn lười, bạn mải chơi, bạn không học, thì sau này các cái chương trình khác bạn đi học nó cũng thế thôi, sau này gặp các người thầy khác bạn cũng thế thôi. Nếu như mà chúng ta mở ra một cái công việc kinh doanh, sau đấy chúng ta làm và chúng ta thấy khó khăn quá và chúng ta bỏ cuộc, thì các bạn hiểu rằng cái lần bỏ cuộc đấy nó không phải là lần duy nhất trong đời đâu. Khi mà chúng ta đã từng bỏ cuộc, chúng ta sẽ bỏ cuộc nhiều lần nữa. Thì các bạn nhớ cái quy luật breaking window này, để mình hiểu là khi có một cái sự gì đó nó đổ vỡ về mặt ý thức kỷ luật là nó sẽ còn diễn ra nhiều lần nữa. Cho nên trong đội nhóm của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, nếu như bạn thấy ai đó mà vi phạm kỷ luật, bạn phải có hình thức trừng phạt nặng. Còn nếu không ý, chúng ta buông nhẹ cho họ là họ sẽ vi phạm nhiều lần nữa. Và bản thân chúng ta cũng hiểu rằng là đừng để mình rơi vào trạng thái vi phạm kỷ luật. Chỉ có một lần thôi là nó sẽ tiếp diễn nhiều lần nữa. Các bạn nhớ nhá, không thử dù chỉ một lần nhá. Không thử vi phạm kỷ luật dù chỉ một lần nhá, là sẽ còn vi phạm nhiều lần nữa đấy. Thì đấy là tư duy số 2, tư duy về hiệu suất số 2 muốn chia sẻ với các bạn nhé. Cái tư duy hiệu suất số 3 muốn chia sẻ với các bạn tiếp. Đây là tư duy cực kỳ quan trọng. Người ta nói là tập trung là bí mật vĩnh cửu của thành công. Bạn nhớ điều này, đấy là tư duy hiệu suất số 3. Nào, các bạn làm theo Đức này. Tay phải các bạn đâu? Cho mượn ngón trỏ tay phải nào, giơ ngón trỏ lên nào. Giơ ngón trỏ tay phải nào. Nào, làm theo Đức nào. Vẽ vòng tròn, vẽ vòng tròn. Dùng ngón trỏ tay phải vẽ vòng tròn. Vẽ được không các bạn? Tròn đúng không? Nào, ngón trỏ tay trái nào, ngón trỏ tay trái. Vẽ số 8. Vẽ được không các bạn? Vẽ được đúng không? Nào, bây giờ hai tay một lúc nào. Tay phải vẽ hình tròn, còn tay trái vẽ số 8 nào. Vẽ đi nào các bạn. Vẽ đi. Vẽ được không các bạn? Không vẽ được đâu. Thi thoảng cả vài nghìn người mới có một người vẽ được thôi. Thì cái này muốn nói lên với các bạn điều gì? Khi mà chúng ta tập trung ấy, một tay ấy, chúng ta vẽ hình tròn rất tốt, tay phải vẽ hình tròn rất tốt. Khi chúng ta tập trung ấy, tay trái vẽ số 8 rất tốt. Nhưng bây giờ cùng lúc chúng ta làm hai việc ấy, chúng ta làm hai việc ấy thì nó sẽ không thể tốt được. Đúng các bạn? Thế mà trong cuộc sống này ấy, chúng ta vẫn luôn như thế đấy các bạn. Chúng ta vẫn vừa làm việc nọ vừa làm việc kia như thế đấy. Đấy là cái lý do mà tại sao mà chúng ta làm mãi đến bây giờ nó không thành công đấy. Là bởi vì nó thiếu đi cái sự tập trung, nó thiếu đi cái sự định tâm. Cái lúc ở nhà chơi với con thì lại nghĩ đến công việc ở công ty. Đấy, cái lúc làm công việc thì lại nghĩ là tối nay ăn món gì, lại nghĩ là sắp tới là đi du lịch ở đâu. Khi mà chúng ta làm các việc đó mà tâm trí chúng ta không ở đó thì đương nhiên kết quả nó sẽ không tốt rồi. Có một cái câu chuyện như này. Có một ông bố này, ông trồng một cái vườn hoa rất là rộng lớn. Thế thằng con nó mới hỏi là bố ơi, trong các cái bông hoa mà bố trồng ấy, sao tự nhiên lại có một cái bông hoa này nó to thế bố? Nó to gấp đôi những cái hoa khác. Thế cái loài hoa này là cái giống hoa khác à không? À bố. Thì ông bố mới trả lời không con ạ. Cả cái cánh đồng này là giống hoa là như nhau. Thế thằng con nó lại hỏi là bố ơi, thế cái hoa này là bố tưới nước nhiều hơn đúng không? Bố bảo không, cả cái cánh đồng này là được tưới nước như nhau. Thế bố ơi, có phải là cái bông hoa này nó được bón phân nhiều hơn đúng không bố? Bố bảo không con ạ, cả cái cánh đồng hoa này nó được bón phân như nhau.
Thế bố ơi, tại sao mà bông hoa này nó lại to thế bố? Thì ông bố mới giải thích là con ạ, các bông hoa khác ấy, bố để phát triển tự nhiên, còn riêng bông hoa này ấy, nó cứ nhú cái cành nào ra ấy, thì bố cắt đi, chỉ để tập trung dinh dưỡng cho nó nuôi một mình bông hoa thôi, cho nên bông hoa nó mới to, nó mới lớn, nó mới đẹp như này. Thế nên là cứ cái cành nào mới nhú ra là cắt 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 cắt. Thì cái câu chuyện này cũng muốn truyền đạt tới các bạn ấy là cái nguồn lực của chúng ta này này, nó là hữu hạn, nó có ít thôi. Nên nếu như chúng ta muốn đạt những cái thành tựu lớn ở trong cuộc sống ấy, thì chúng ta phải dồn lực vào, chúng ta tập trung một lĩnh vực thôi, trong một thời điểm chỉ làm một việc thôi, thì việc đó nó mới tốt được. Các bạn đừng nghĩ là mình có khả năng xử lý đa nhiệm, mình giỏi, mình một lúc mình làm được nhiều việc. Các bạn cứ nhìn vào kết quả công việc hiện tại, cứ nhìn vào túi tiền của mình, cứ nhìn vào tài khoản của mình, nhìn vào sự nổi tiếng của mình, thì xem từ trước đến giờ mình làm đa nhiệm như thế, mình đã thành công chưa? Ông Warren Buffett ông nói một điều á, là bạn phải ghi xuống 25 cái điều quan trọng của cuộc đời. Bạn phải có thời gian là ghi xuống 25 cái điều quan trọng nhất của cuộc đời. Sau đấy bạn chọn ra 20 điều, à chọn ra 5 điều quan trọng, còn gạch đi 20 điều. Bạn chỉ chọn 5 điều quan trọng nhất thôi và bạn tập trung vào điều đó. Thì cuộc đời chúng ta nó mới có kết quả tốt được. Đấy nên là cái bí mật ở đây, bí mật của mọi thành công ở đây, đấy là tập trung. Hãy tập trung nha. Bạn làm việc gì ở đâu ấy, thì tâm trí bạn ở đấy. Nhớ nha các bạn, nhớ là tập trung nha. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Master Anh Đức. Để không bỏ lỡ những nội dung mới, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.